hay ra vẻ soái ca, Lê Dương Bảo Lâm bị bố vợ bóc phốt điều này trên số truyền hình. Lâm nó cũng hay bài hài, Lâm nó cũng hay bài hài. Ra vẻ tặc tặc tặc. Ra vẻ tặc tặc tặc. Này nhạc cái ba tưởng tượng nhạc giùm con nha. Bất ngờ xuất hiện trong chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, Lê Dương Bảo Lâm và ba vợ khiến khán giả cười ngã ngửa về mối quan hệ tình trông như đã mặt ngoài còn e. Chàng trẻ còn hát tặng ba vợ ca khúc hit của mình đầy hài hước. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả hãy cùng thưởng thức một giọng ca lông trời lỡ đất. Quỷ hay gì hát gì lông trời lỡ đất vậy? Giá thủy Lê Dương Bảo Lâm. Mở ca khúc. Mở ca khúc. Với ca khúc. Sao hay ra vẻ? Sao hay ra vẻ quá. Ra vẻ tặc tặc tặc. Ra vẻ tặc tặc tặc. Này nhạc cái ba tưởng tượng nhạc giùm con nha. Ra vẻ đôi khi mình tưởng mình trẻ, lâu lâu tự nhiên là khỏe, đi chơi mà cứ hay xài tiệt chiêu giọng mẹ. Thôi ra vẻ đi đâu là phải vui vẻ, không đi thì ở nhà khỏe, chứ đừng chết ngu rồi đi cái mặt thì như cái xô. Hey, anh như Lâm Đồng này con nhà ai mà sao đẹp trai, đi tới đâu là bao người mê, gặp môi dễ thương thế say. Anh cũng có cơ bắp khiến hàng trăm cô bị đánh cắp trái tim, bởi vì mê, bởi vì anh duyên ghê. Sao hay ra vẻ quá. Cảm xúc sao khi lần đầu tiên ba chứng kiến con rể mình nó hát trước mặt mình? Nói chung ra thì bây giờ nó đã ăn năn hối cải rồi. Hối cải ơi. Bây giờ biết sao hối cải em ơi. Trong video hậu trường mới nhất, chính nam nghệ sĩ đã thừa nhận vì làm con rể đã ngốc nghếch 7 năm, nhưng anh và ba vợ chỉ nói chuyện với nhau được khoảng vài trăm từ. Dạ Lê Dương Bảo Lâm, dạ đây là ba vợ của Lâm. Dạ ba chào mọi người đi ba. Xin chào mọi người, tôi là tên Tạ Đình Hương, sinh năm 1970. Hiện tại tôi là nội trợ, là ba vợ của Lê Dương Bảo Lâm. Trời đất ơi, ông trường vui lên phường vậy ba, vui vẻ lên nha. Dạ tại vì ba em là lần đầu lên truyền thông, lần đầu lên TV, cho nên ba còn hơi lo, hơi sợ. Thường ngày là ba chỉ tiếp xúc với cháu, lại tiếp xúc với nồi niêu xong chảo thôi. Mà ngày hôm nay tiếp xúc máy quay thì ba hơi khớp một xíu, cho nên người thông cảm giùm. Hiện tại Lâm và ba đã có mặt trong cái chương trình rất là hot là Mẹ Chồng Và Nàng Dâu. Mà không hiểu tại sao lại mời Lâm và ba Lâm. Đó là chương trình là chàng rể và ba vợ chứ, đúng không? Mà sao mẹ chồng nàng dâu vậy, có hợp lý hay không? Hôm nay lần đầu ba Lâm xuất hiện tại chương trình luôn. Thì Lâm nghĩ đây là cái kỷ niệm rất là hay của hai bà con. Thường hai bà con cũng nói chuyện với nhau, nhưng mà đến với chương trình thì hy vọng ba sẽ chia sẻ nhiều hơn cho ba ha. Theo chia sẻ, đây là lần đầu tiên chú Tạ Đình Hương, 52 tuổi, ba vợ của Lê Dương Bảo Lâm được lên TV. Có lẽ vì thế mà chú chiếm trọn hotline của con rể bởi khu mặt nghiêm nghị. Tôi nghĩ là trong lòng thì ba Lâm với Lâm thì hiểu nhau nhiều lắm. Nói chung là như là thương nhau mà bên ngoài không bao giờ nói chuyện với nhau. Từ lúc mà cưới Quỳnh Dời khoảng 7-8 năm rồi, hai cha con nói chắc được khoảng 500 từ quá. Trong đoạn trailer mới hé lộ, Lê Dương Bảo Lâm tự hào khi giành được tình yêu của Quỳnh Quỳnh bằng cách thức rất đặc biệt. Cũng là lúc chính thức ra mắt nhà vợ và được đánh giá cao hơn các vệ tinh khác xung quanh. Lúc đó gia đình vợ Dương Lâm bán nước mía ở công viên. Nguyên cái công viên rất là đông, mấy chục xe nước mía ở đó. Có nghĩa là miệng ai lớn nhất có thể quắt được khách. Mà cái miệng anh quá trời mà. Vừa anh thấy vừa cái đèn vừa xi nhan một cái là anh kêu ui là kéo xuống anh liền. Ui là anh quắt liên tục kìa. Tại chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu, ba vợ Dương Lâm không ngần ngại bốc phốt chàng rể khiến nam nghệ sĩ cứng họng. Dù vậy khi có cơ hội vẫn nhanh chóng chấp thời cơ thanh minh. Lâm nó cũng hay bài hài, Lâm nó cũng hay bài hài. Hài quá Lâm. Chứ ba thấy cái dàn mà bồ trước của Quỳnh á, ba phải so sánh. Bây giờ hả, ai mà bằng con. Cho nên dù nhiều khi mà ba thấy con bày hay vậy thôi, nhưng mà con thương cái ba. Chứ mấy bạn trước rồi nhiều khi về đồ này nọ thấy lắm. Chia sẻ lý do đặc biệt khi xuất hiện cùng ba vợ tại Nhà Chồng Nàng Dâu phiên bản đặc biệt, nam nghệ sĩ cho biết đây là lần đầu ba vợ Lâm xuất hiện trước truyền thông. Lâm nghĩ đây là kỷ niệm hay của hai bố con, vì bình thường hai bố con ít khi nói chuyện với nhau. Hy vọng tại chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu hai bố con sẽ có dịp chia sẻ nhiều hơn. Đừng quên ấn đăng ký kênh Xin Chào TV để xem tập phát sóng sắp tới của hai bố con Dương Lâm nhé.